Xin chào các bạn, nay tôi sẽ quay cho các bạn xem. Nếu mà những cái đàn sớm ấy là sẽ từ trong tháng 10 của các bạn mà đã từ đàn một cầu đấy, giờ là các bạn phải lên ba này nhé. Ong rất đẹp. Toàn lấy về bằng phân khúc thôi. Thì chủ yếu là phân khúc nhé. Phân khúc về rất nhiều này. Đàn này hôm qua mới cho xây thử là 2 là thành 3. Đấy, không biết thì nó xây thế nào. Hai thành ba nhá. Đàn này là kẹp cầu ngoài ván ngăn. Đấy, xây là cũng không dám để cho tung hoành tung vào giữa vì cái lượng quân nó cũng còn hơi man mác. Ong là cho ăn no là nó sẽ to con thế này. Nó chịu khó làm việc. Hiện tượng là ong cũng đang thích xây nhá. Quá ok. Đây là con ong chúa này. Đấy, chúa. Chúa voi đấy. Đây, chúa voi đây. Chúa. Ong chúa mà nó bỏ sang cái này là nó đang thúc giục ong. Tôi sẽ trống vào đây tôi quay cho mọi người xem. Cầm tay thì nó cũng hơi khó một tí. Con ong chúa đâu mất rồi. Đấy, đàn này là xây kiểu này là nó kẹp vào giữa thì nó xây nhanh hơn. Nó xây kiểm tra. Ông chúa đang bỏ thúc quân đi. Đây, ông chúa đây. Đấy, ông chúa rất nét nha. Đấy. Chúa là chúng ta nhìn là rõ lông đấy. Nay trở đi tôi quay sẽ nét căng đấy. Đang kiểm tra. Quay cho các bạn xem. Hôm nay là sẽ lộn ngược lại. Thế số quân bám đủ hai mặt cầu này là cũng tương đối. Đấy, nhưng mà cũng cho áp mạn thôi. Cho áp mạn. Khi chúng ta xem thì chúng ta lưu ý là cẩn thận nhá, không là ong chúa giờ là nó sẽ rơi vào là nó rơi ra đấy. Đàn này rất ok nhé. Đàn này rất ok. Vâng, ở đây cái đàn này là đàn một cầu. Một cầu. Một cầu quân này ông chúa là đợt 3 này. Đợt 3 đấy. Như vậy mới đẻ được khoảng tuần. Khi ông chúa đẻ là chúng ta kẹp ngay cầu rồi nhé.
xây rất nhanh, xây còn hơn đàn 2 cầu. Ông chúa về mùa này là nó sẽ mang tính chất là thích cầu mới hơn cầu cũ nhé. Thích cầu mới hơn cầu cũ. Chúng ta cứ nên ủ ấm vì đêm chúng ta vẫn cứ phải đắp chăn mà. Các bạn chú ý. Tiếp tục cái đàn này. Đấy, thì nó mới đẻ từ một thành hai. Đấy, thành hai rồi cho lên ba luôn, lên đồng loạt luôn. Đấy. Ăn là ựa đây, không ăn hết. Đấy. Đàn này thì tôi kẹp vào giữa. Kẹp vào giữa. Kẹp cạnh. Kẹp cạnh. Kẹp cạnh này. Đấy. Cũng tiếp tục xây nhé. Cái đàn này là có hai cái cầu nhộng nên là cũng không dám liều lĩnh, nhưng mà lượng quân như này là cũng được rồi. Đấy, nó xây thì cũng không được đẹp lắm đâu. Đấy, xây lỗ chỗ thôi. Cái này cái ra cho vào giữa. Thôi để đây mang tính chất đánh nó từ từ. Phát triển từ từ, từ giờ đến Tết cứ có cầu nhộng nữa là ok rồi. Đi vải là yên tâm. À, cầu mới xây đây, từ một cầu vọt lên thành ba. Cầu nhộng này. Các bạn nhìn xem. Dạng này để cỡ khoảng chục ngày nữa là kịch xa. Nuôi ong chúng ta tận dụng. Tận dụng ong nhé. Tận dụng ong. Sức đẻ của ông chúa rồi chất chúa chúng ta tổng hợp. Thứ nhất là tận dụng sức lao động của ông thợ này. Tận dụng chất chúa này. Đấy, rồi chúng ta là phải năng cho ăn nhé. Năng cho ăn thì đàn ong nó mới phát triển. Chúng ta để đói mật là không năng cho ăn nên là ong giờ nó đang tình trạng cắn cầu. Chú ý nha. Đàn này là ok. Hôm nay là nắng ấm rồi. Hòa mà nó ướt cả đây nha. Tự đàn ong nó điều tiết. Đây là cái nhãn tung một số lộc đỏ rồi nhưng mà cũng chưa rõ lắm, nó phải qua Tết. Năm nay rất ít. Thế thì chỉ có cái lượng hoa vải. Hoa vải thì tương đối dài rồi. Nên là tôi cũng chuẩn bị cho xây cầu. Vâng, cũng ghé qua nhà sản xuất tầng chân không kịp xuất hàng. Đây. Đấy. Nhúng này. Đấy. Này tiếp tục nhúng và in này. Đấy. Cái này in là đấy. Đang in. Đấy. Còn đây là cán, còn chỗ kia thì chưa cắt. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo, Zalo. Đấy. À, đây là cái vải trứng. À, vải trứng hay là vải sớm. Còn vải chua thì đang nở rồi.
Lượng này là rất ư là nhanh đấy, nhanh lắm. Tầm này đang tính, tôi đang tính cỡ khoảng tầm 20 ngày nữa là sẽ nở, 20 đến 30 ngày nữa là nở. Là công tác tôi đang chuẩn bị, này cũng quay cho các bạn xem về cái lượng cây vải nhá. Cây vải. Còn cái mé đằng này, nhãn này, nhãn vướng cái nhà tí, nó vướng cái nhà tí này nó cũng không rõ lắm. Nhãn thì không xác định được, nhưng mà vải thì xác định là 30 ngày nữa là nở. Chúng ta chuẩn bị đàn ong tốt. Video này đến đây tạm dừng. Nhớ các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, nhấn chuông like, chia sẻ, để lại một bình luận phía dưới. Và cuối video hiện lên 4 danh sách chính về cái kỹ thuật nuôi ong, gồm có độ khoảng tầm 7 đến 80 video. Và ai mua tầng chân, các bác nhớ số điện thoại để trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp.